Xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, là Nam Minh đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em đây để hướng dẫn cho mọi người cách có thể chiến thắng để con game tài xỉu mới năm này bằng công thức single 2 và single 3 của mình. Ok, thì nay mình sẽ nạp cái số vốn 30M vào xem áp dụng cái công thức single 2 và single 3 này liệu là nó có hợp lý không nhá. Ok, đấy thì nay trước khi vào hướng dẫn em công thức bắt đầu bằng con single 2 và single 3 ấy, mình cũng phải gọi là trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của anh em đã. Cũng có khá là nhiều câu hỏi và thắc mắc của anh em, nhưng mà mình sẽ chọn ra những cái câu nào mà hay nhất thôi. Đấy thì có nhiều anh em cũng có thắc mắc là ở cái phần bắt cầu các thứ thì anh em có biết sơ sơ qua rồi. Đấy, xem mình thì anh em có thể là bắt cầu sơ sơ rồi, nhưng mà anh em chưa biết cách vào tiền, chưa biết cách là quản lý vốn làm sao cho hợp lý được. Thì đây nhá, mình sẽ nói cho anh em cái cách vào tiền làm sao cho hợp lý. Ok, đấy thì bây giờ mình sẽ chia ra anh em làm hai nhóm, chia anh em ra là hai nhóm nhá. Một nhóm là về những anh em dư giả về mặt tiền bạc đi, đấy gọi là khá là dư giả về mặt tiền bạc. Ok, một nhóm là những anh em như kiểu là không dư giả cho lắm, mình không bảo anh em nghèo nhá, nhưng mà những anh em đấy như kiểu là có số tiền, đúng không, đấy có một số tiền thì anh em còn phải là để ăn uống này, anh em còn để sinh hoạt các thứ, không thể nào mà nạp tiền vào tất được. Đấy thì mình sẽ phân chia ra làm hai nhóm như thế. Cái nhóm đầu tiên ấy, anh em có thể thấy là nhóm đầu tiên thì dư giả về mặt tiền bạc, đúng không, nên là anh em có thể đánh nạp tiền vào all in cũng được, biết là anh em all in hợp lý, không phải là tay nào anh em all in được nhá, mà những cái tay anh em all in được là những cái tay mà có tỷ lệ ăn cao, như kiểu là 80-90% tỷ lệ ăn chẳng hạn, tức là 10 tay anh em chỉ chết đối tổng khoảng 1-2-3 tay thôi. Đấy thì anh em all in được. Ok, còn cái nhóm thứ hai là những anh em không dư giả lắm, đúng không, thì anh em đánh cao nhất ấy cũng chỉ là 80-90% tỷ lệ, 80-90% tỷ lệ ăn thì anh em đánh cao nhất cũng chỉ là 30-40 hay cùng lắm là 50% vốn, tức là một nửa vốn thôi. Anh em không nên đánh all in làm cái gì cả, tại vì anh em all in phát thì thôi xong rồi đấy, đã không dư giả về mặt tiền bạc rồi thì all in một phát thôi là rất có thể là anh em sẽ cắm xe này, cắm điện thoại này, cắm tất cả những cái các thứ anh em có thể cắm được, đúng không, như thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm anh em ạ. Ok, nên là cái nhóm thứ hai thì anh em nên đánh cao nhất là 50% vốn. Còn những cái tay nào mà anh em gặp những cái tay mà tỷ lệ ăn nó thấp ấy, 50-50 chẳng hạn, 50% ra tài, 50% ra xỉu, đúng không, thì anh em nên vào dưới 5% vốn thôi, hoặc là anh em không vào dưới 5% vốn thì em có thể bỏ qua đâu cũng được, tại vì những cái tay đấy là những cái tay kể cả đánh thì cũng đánh giỏ thôi mà, làm gì có tỷ lệ ăn cao đâu, đúng không. Đấy thì biết giờ làm sao để biết được là cái tay đấy có tỷ lệ ăn cao hay cái tay đấy có tỷ lệ ăn thấp, thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn em chi tiết cái cách bắt cầu bằng cái con xí của bạn nhé, để làm sao để mình có thể vào bắt cầu một cách mượt mà được nhất. Ok, mình sẽ bắt đầu tới con số 14 đi, tắt cái cách tính thuộc người phía bên trái màn hình cho em đỡ bị phúng mắt này. 6 5 lẻ tài 16 1 nghịch, 6 4 chặn tài 13 4 thuận, 5 3 chặn ra xỉu 9 1 nghịch, 3-1 chặn ra tài 11 một thuận, 4-1 lẻ ra tài 12 một nghịch, 5-1 chặn ra xỉu 9 một nghịch à? Ở trên thì như ra cầu 1-1, ở trên ra cầu 1-1, thì nếu mà ở trên ra cầu 1-1 đúng không? Thì sau 1-1 thường thường là nó sẽ ra những loại cầu như cầu 3-3 này, cầu 3-2-1 hoặc cầu chuỗi nha anh em. Thế nên là cái con số 7 này mình sẽ có tỷ lệ ăn 1 con nghịch, 5-1 1 con nghịch là một con xỉu này. Một nghịch này mình sẽ có tỷ lệ ăn đối với tầm khoảng 80% anh em ạ. Tại vì cả 3 cầu đấy đúng không? Cả 3 cầu 3-3, cầu 3-2-1 hoặc cầu chuỗi thì đều chỉ ra con số 7 này là một con nghịch mà. Đấy, nên là con này mình sẽ phang đối với tầm khoảng 5M đi, 80% tỷ lệ ăn mà anh em. Ok, rồi. Ôi, ma vãi cả chửa anh em ạ. Đang làm miếng nước xong là nặn ra. Wow, 80% tỷ lệ ăn. Đấy, anh em biết tại sao mà mình bảo với anh em, mình khuyên anh em là những em nào mà không dư giả về cái mặt vốn viết cho lắm thì anh em không nên all in chưa? Lý do đấy anh em ạ. All in phát vỡ mồm luôn chứ còn gì nữa, đúng không? Cái tay này anh em chỉ cần all in một phát thôi là vỡ mồm rồi. Tuy là 80% tỷ lệ ăn nhưng mà nó chết thì nó vẫn chết bình thường thôi. Lúc đầu mình cũng nói rồi đúng không? Là 80-90% tỷ lệ ăn thì anh em có cái tỷ lệ chết là 1, như kiểu là 10 tay thì anh em có thể chết là 1, 2, là 3 tay chẳng hạn. Đấy thì tức là nó không phải 100% tỷ lệ anh em ạ. Nên là anh em đánh ý, thì những em nào mà vốn nó không phải quá lớn thì nói thật với anh em luôn là all in làm cái gì, đúng không? Anh em đánh hết vốn cái thì ăn cứt luôn đấy. Đấy, cuộc đời coi như là chuyển sang cái trang bốc cứt. Đấy nhá. Đấy, rồi cái tay tiếp theo nhá. Cái tay tiếp theo thì mình chịu thôi. Tay tiếp theo thì mình sẽ đánh giò anh em ạ. Tay này thì mình sẽ đánh giò 6-5 đúng không? Một con nghịch đi, mình sẽ đánh giò sang một nghịch là món tài này. Mình sẽ đánh giò 1M. Ok. Thì cái tay này mình sẽ đánh dò xem là nó có ra một con nghịch. Ui dồi ôi, đánh một con xỉu thì nó ra 6 và 4, đánh một con tài thì nó ra 3 và 1. Wow, nói chung là cũng ác luôn đấy anh em ạ. Thôi không sao, cái con này đâu, cái con này là mình đánh theo một con nghịch nhưng mà nó lại ra một con thuận.
Nếu mà nó ra một con thuận như thế này thì tức là sao? Tức là nó đang có xu hướng ra cầu 123 nha anh em, không phải cầu 22 đâu. Nếu mà anh em nào nghĩ là nó đang có xu hướng ra cầu 22 thì anh em sai rồi. Nó đang có xu hướng ra cầu 123 anh em ạ. Tức là cái tay số 9 này mình sẽ tỷ lệ ăn một con thuận đối tầm khoảng 90% nha anh em. Ok. Ra cầu 123. Thì cái con này một con thuận. 32 một con thuận đúng không? 32 một con thuận là món xỉu này. Con này thì 90% là nó sẽ ra một con thuận này. Đấy. Con này à? All-in không nhỉ? Có thể được anh em ạ. Tại vì con số 7 đúng không? 80% tỷ lệ ăn mà mình chết rồi. Cái con này số 9 này 90% tỷ lệ ăn mà mình chết nữa thì đen quá. Có tỷ lệ là mình chết. Nhưng mà thường thường là mình sẽ không gãy đâu, thường thường là mình sẽ ăn thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình gãy thì nói thật là cực kỳ đen anh em ạ. Thôi kệ, con này thì mình có thể all in được. Đấy, chứ không anh em lại bảo là mình mõ đúng không? Sợ không all in các thứ. Đấy. Nhưng mà mình có thể all in được, miễn là cái thẻ đều nó hợp lý là được. Đấy, theo cái phân tích của mình nhá, ở trên nó là 80% tỷ lệ ăn mà nó chưa ăn được đúng không? Thì cái tay này mình có thể đánh đối tầm khoảng 24M all in luôn anh em ạ, 90% tỷ lệ ăn. Chả lẽ lại chết tiếp thì quá đen. Nếu mà chết tiếp nhá thì nói thật là ngày nay là mình không chơi nữa luôn anh em ạ. Ngày nay là mình nghỉ luôn, chứ mình không bao giờ lại chơi tiếp khi mà một ngày nó quá là đen đủ đâu nha. Ok nhá. Cái con này là một con thuận. Đấy, một con thuận tỷ lệ là 90% thôi. Quá là ngon đúng không anh nha. Đấy, con số 10 này mình sẽ tỷ lệ ăn một con nghịch đâu đấy tầm khoảng là 80%. Đấy. Nhưng mà mình hơi sợ là cái con số 7 80% tỷ lệ ăn mà mình gãy rồi. Đấy, con số 10 này cũng 80% tỷ lệ ăn mà mình gãy nữa thì làm sao đúng không? Đây, con số 10 này tuy là 80% tỷ lệ ăn là ra món nghịch, nhưng mà thôi, sau 3 này món nghịch là món tài. Mình cũng không đánh nó quá là lớn đâu anh em ạ, đánh 1M8 thôi. Ăn được thì coi như là ngon. Đấy, còn không ăn được thì thôi, coi như của thiên trả địa. Còn mình lãi như thế này là hợp lý, quá hợp lý rồi anh em ạ. Ok nhá. Rồi. 1M8 pha xem nào. Lag luôn anh em ạ. Được rồi, vào tiền được rồi. Rồi. Xem nào. 2. Ui 23. Ui 231 thế này. Đấy chưa? Không hiểu kiểu gì hai con 80% tỷ lệ ăn liên tục mà mình gãy liên tục anh em ạ. Ảo thế chứ. Thôi, chịu thôi đúng không anh em? Nếu mà gãy liên tục như thế này thì thôi cũng là đen anh em. Đấy. Nhà cái nhưng mà không cho mình ăn như con 80% tỷ lệ ăn thì mình sẽ ăn như con 90% tỷ lệ ăn thôi, càng ngon chứ làm sao đúng không anh em. Ok, thế thôi, đến đây thôi. Đấy. Nói chung là như mình bảo rồi đúng không? Là cái tệ của trả địa thôi anh em, chứ biết làm sao. Đấy, nay chốt lại đối tầm khoảng 15M. Miễn là mình đánh như thế này là có hợp lý rồi đúng không? Đăng lỗ sắp mặt ra chỉ cần đúng một tay mình lại luôn 15M anh em ạ. Ok, thế thôi nhá. Đây đây thôi. Anh em nào có câu hỏi gì nữa comment phía dưới cho mình biết luôn để mình lên video tiếp theo để hướng dẫn cho anh em. Bye bye. Hẹn lại anh em ở clip lần sau.